Hôm nay là 49 ngày của ông sói. Mình kiếm người đứng đầu xã đoàn để ổn định trật tự. Ngồi đi. Cha truyền con nói là phải đạo. Cậu nghĩ sao? Xin lỗi mọi người, vị trí này tôi không thể ngồi được. Ông nội, chú 12, Louis, anh Tha Thu, anh Long Râu, chị Thập Tứ, mọi người vẫn khỏe chứ? Chào mọi người, chào ông nội. Tôi xin được phép đề cử Tam Thái Tử lên làm tân chủ tịch xã đoàn Chợ Mới. Mọi người thấy thế nào? Đây là chuyện lớn, không có giỡn được đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nghĩ làm sao bây giờ xã đoàn Chợ Mới giao cho ba tụi bay à? Nè người đẹp, dù gì ba tụi tôi cũng là Tam Thái Tử Nha Trang. Không phải tụi cóc nhái mà muốn nói gì thì nói. Nói về kinh nghiệm giang hồ thì mấy chú có nhắm có làm lại đàn anh đàn chị ở đây không? Mà mày đặt dấu ngực xưng tên hả? Cái chức danh Tam Thái Tử của tụi bay á, chẳng qua lạng mai thôi. Tụi bay có thể khè ở đâu được, nhưng ở đây thì đừng có hòng. Ngộ thấy vậy, ba lị trở về Nha Trang đi, tìm sữa mẹ bà Pu đi. Cái xã đoàn Chợ Mới này không cần mấy lị nghe chưa? Cái gì? Ai bố xin mẹ? Tụi bay làm cái gì vậy? Bỏ xuống xuống hết đi. Rốt. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi ông nội. Trước gì ảnh của ông sói chưa mất được bao lâu, bây giờ tụi bay muốn làm loạn phải không? Anh em xã đoàn với nhau, một bên chỉ súng, một bên chỉ dao, loạn xã đoàn rồi hả? Đây là nơi linh thiêng của xã đoàn hay là nơi anh em tụi bay thanh trần lẫn nhau? Xin lỗi ông nội, cho tôi sang ngang. Tôi nói đâu phải là anh em xã đoàn của mình đâu. Tôi nói chỉ là khách không mời mà tới thôi mà. Ông nói cái gì? Anh Di Cá là đại ca của tụi tôi. Cho dù tụi tôi có như thế nào thì anh Di Cá mãi mãi vẫn là đại ca của tụi tôi. Như vậy Di Cá và xã đoàn vẫn ở trong lòng của tụi bay. Đúng vậy. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Đúng vậy. Nếu đúng như vậy, từ đây về sau tuyệt đối không chĩa súng vô xã đoàn. Đó là bất kính. Cấm tụi bay chĩa súng vô anh em. Đó là bất nghĩa. Bất kính, bất nhân, bất nghĩa. Trời không dung, đất không tha. Biết chưa? Dạ thôi. Biết Tam Thái Tử rồi còn ráng chạy làm chi cho nó mệt. Mồ hôi đỏ hết trơn, thấy thương quá à. Tính tắm xong không? Dạ. À mà quên, biết bơi không? Dạ em biết bơi. Mấy anh tha cho em đi, em biết chỉ trơ trọi á. Mấy anh nắm đầu em đau quá à. Bà nghĩ là bà qua mặt được tụi tôi hả? Không có. Tới ngày tàn của bà rồi. Bà đừng nghĩ tụi tôi không biết cái chết của anh Di Cá là do bà. Tất cả mưu mô xảo quyệt là do bà. Đâu có đâu, em đâu có ra tay đâu, em chỉ có nói không à. Mấy anh tha cho em đi.
Giờ em làm chồng làm ngựa gì em không chịu hết, mấy anh tha cho em đi. Em lại mấy anh luôn. Thôi được rồi. Bà muốn gì á thì xuống dưới bà đi cá. Khoan, đồng đội cứu em. Mày hứa với tao là mày tha cho nó một mạng mà. Mày đi. Mẹ mày. Dù gì cũng đứng đầu chợ tình, mà bây giờ sống chua sống nhủi như một con chó. Mày thấy nhục chưa? Mày, mày sống làm sao mà ngưỡng mặt với đời? Mày chơi cái trò ném đá dấu tay. Mày chú, nể ông nội, tha cho nó. Thôi được rồi, ngày hôm nay á, nể mặt ông nội, ba đứa tôi tha cho mạng chó của bà một mạng, nhưng với một điều kiện, ba phải về xã đoàn để anh em trị tội. Ông nội ơi, đừng về đó ông nội ơi. Ông nội không giết, thầy thử không giết, nhưng mà ở đó nhiều người muốn giết em lắm ông nội ơi. Mày sống làm sao, bây giờ ai cũng muốn giết mày. Mày thấy chưa, bây giờ bảy ra vừa nằm xuống, có ai chống lưng cho mày không? Ông nội chống lưng cho em. Tôi thấy vậy, bây giờ đem nó về cũng không giải quyết được việc gì. Xã đoàn bây giờ loạn lắm rồi. Tôi còn một cách, đem em ruột của ông Sói về. Là ai ông nội? Bà Cáo, đang sống bên Thái Lan, ở khu Chinatown. Qua bên đó, đưa bà ta về, ổn định tất cả, lúc đó muốn ủy quyền cho ai cũng được. Mấy chú suy nghĩ nha. Để xe. Vậy là em được cứu rồi không anh ông nội? Im mẹ mày đi. Dạ dạ dạ. Giờ sao trời? Chưa giết được Hoàng Hí Hẩn, khó chịu quá. Mày có tin không? Nếu như bây giờ tin á, thì đi qua bên Thái tìm bà Cáo bà Chồn về giải quyết đi. Mày bị điên hả? Cái chuyện đó là của xã đoàn, để xã đoàn lo. Mày không thấy hôm bữa ba thằng mình bị khinh như chó hả? Thì đúng rồi. Bây giờ anh em mình á là tam thái tử của Nha Trang, cũng chẳng có liên quan gì tới chợ mới hết. Bây giờ có chăng thì thôi về phụ cha má ở Nha Trang còn sướng hơn á, tao nói thiệt. Về Nha Trang là hợp lý. Đi. Đi. Tụi bay nói gì vậy? Chuyện xã đoàn lần này á, chắc chắn anh em mình phải nhúng tay vào. Anh Di Cá là người anh em mang ơn, mà xã đoàn giống như là nhà của anh Di Cá vậy đó. Thì tụi bay nghĩ đi, anh Di Cá chết có vui lòng hay là không? Chắc chắn tao sẽ đi Thái một chuyến, bằng mọi giá tao phải tìm bà Cáo về cho xã đoàn. Tao làm chuyện này á không phải vì xã đoàn, mà là vì anh Di Cá. Sao, tụi mày có đi với tao không? Tụi mày không đi á, tao cũng không có ép. Tao đi một mình. Ê, tụi mình là anh em mà, đã từng thề là sống chết có nhau mà. Mày nghĩ cái gì vậy? Bên đó đất khách quê người, mày nghĩ là tụi tao yên tâm để cho mày đi một mình à? Mày làm như có mình mày mang ơn anh Di Cá vậy, còn tụi tao bỏ cho chó ăn. Anh em tốt. Đẹp quá. Lớn lên ha. Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Thái tử. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau, cuộc đời này bao nhiêu đau.
Ủa mà sao nhà khóa cửa rồi? Hỏi gì, hỏi ngu thiệt ngu. Nhà khóa cửa là tại vì không có ai ở nhà. Mày muốn biết người ta có nhà hay không thì mày gõ cửa nè. Thằng khùng, mày mới là ngu á. Đã người ta khóa cửa là chắc chắn không có ai ở nhà rồi. Còn mày đập cửa nữa, mày đập cửa ai mở cửa cho mày? Ma mở hả? À ha. Lưu Y, giờ sao? Không tìm được bà Cáo, không lẽ đi tay không vậy hả? Hey, สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับพี่ ครับ สวัสดีครับ น้องขอถามหน่อย บางนี้บางใจเก่าใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่ว่าตัวนี้คุณไม่อยู่ครับ คุณอยู่ที่ไหนครับ คุณอยู่บางไกลมากครับ คือลาทีชึ Nhìn nó từ xa thì thấy giống hao hao, mà lại gần nhìn chi tiết không thấy giống tí xíu nào hết. Kỳ lạ, anh em mà không có nét gì giống nhau hết. Ông sói có râu mà bà Cáo không có râu. Kỳ lạ, không phải là anh em. Im đi! Mày nhảm nữa chưa? Đó mày thấy không? Không thấy giống một cái gì luôn. Giống cái gì? Mày đứng trước bọn người ta mày chỉ cho trỏ. Thì tao thấy sao tao nói vậy thôi. Còn kỹ nữa hả? Chỉ chi tiết không giống nhau là không giống nhau. Bây giờ bà Cáo mất rồi, không còn ai đưa gì trả đòi hết. Mày không lo, mày suốt ngày mày lo nói chuyện nói nhảm không à. Mà sao tụi bay ngộ quá. Cái chỗ này đâu phải cái là cái chỗ mà vô đây để la, để nói những cái điều mà nó không hay vậy đâu. Tụi bay thích gây lộn nó đúng không? Tụi bay phải nhớ là chỗ này chỗ linh thiêng. Người ta không đụng mình thì mình đừng có đụng người ta. Vô đây cái chỗ đâu phải dẫn chơi đâu mà tụi bay đứng đây la sầm vậy. Còn mày nữa, hôm nay mày làm sao vậy? Cái chuyện có vậy thôi mà gây lộn với nó là sao? Bây giờ bà Cáo chết rồi, đó là do ý trời. Bây giờ mày gây lộn làm cái gì, bà có sống lại được không? Mày im đi. Bộ mày tưởng mình là ông trời hả? Mày muốn nói gì mày nói hả? Tao không phải là ông trời, nhưng tao có thể thay trời hành đạo được. Mày muốn gì? Mày muốn cái gì? Thôi. Mày muốn mày luôn. Thôi. Mày làm gì vậy? Bình tĩnh lại. Giờ vậy, đằng nào mấy anh cũng qua tới bên đây rồi, bà Cáo cũng không còn sống nữa, thì mình dành thời gian mình đi du lịch, coi như xả stress, phải hay hơn không? Du lịch cái gì? Chán rồi, không muốn ở đây nữa. Về Việt Nam vui hơn. Thôi về đi. Nhớ mày. Khoan, vậy là mấy anh chưa biết rồi. Ở đây nổi tiếng là một tụ điểm du lịch ăn chơi đường phố. Tôi biết nhiều chỗ hay lắm, tôi sẽ dắt mấy anh đi. Bảo đảm chơi là quên hết lối về luôn. Là ở đâu? Chợ tình Bangkok. Bây giờ bà Cáo phải chết mất tiêu rồi. Không lẽ giờ đi tay không về Việt Nam luôn hả? Rồi cái xã đoàn của mình sao? Thì đó, ta làm chuyện này á cũng chỉ là muốn trả ơn cho anh Di Cá thôi. Nhưng bây giờ bà Cáo mất rồi biết sao bây giờ. Thật sự tao không muốn làm chuyện này đâu. Chẳng qua là thiệt tao thương anh Di Cá, tao mới làm thôi. Chứ không á, ba mình gì cho Trang cho nó khỏe, cái đây làm gì? Mà tao nói nghe nè, hồi sáng tao nghe mày làm bầm cái gì mà nằm mớ đúng không? Tao nghe mày kêu bà Cáo gì ba, ghê ba. Hôm qua tao ngủ, tao mơ thấy bà Cáo. Ghê không? Thiệt luôn hả? Hôm qua là cái chỗ bà yên nghỉ, mà mày gây sự mày quánh lộn rồi đó. Mày sẽ bị bà ám cả đời. Thôi đi. Tao thấy tấm hình ở ngoài mộ bà Cáo á. Trời ơi, tự nhiên cái bay lên mày. Bà Cáo,
nhìn thẳng mặt tao. Cáp. Mày còn cười với tao nữa. Sao đấu Nguyên tao mình hả? Mày thẳng vô mặt tao luôn. Cáp. Ôi thiệt luôn hả bà? Thiệt sao ông mày? Ôi ghê vậy trời, ở đây gì mà linh thiêng dữ vậy trời. Ê. Ê. Bà Cáo. Bà Cáo kìa. Ê. Mày thấy bà Cáo không? Bà Cáo. Mày thấy bà Cáo đúng không? Mày thấy bà Cáo đúng không? Bà Cáo kìa. Tao đâu có nói giỡn gì. Mày lên mày nhìn đi. Mày nhìn đi. Bà Cáo kìa. Thấy chưa? Rồi giờ sao? Ôi ghê quá, tao sợ quá. Tao chạy trước quá. Mày mày khùng quá. Bây giờ tao có cách nào hay lắm. Cách gì? Bây giờ tao sẽ kêu tên bà lớn lên. Nếu mà bà bỏ chạy á thì chắc chắn bà là người chứ không phải là ma. Sau đó tụi mình hả dí theo bà, bắt nó về sao đoạn. Lỡ mày gọi cái xong bà phản hồ cái xong bà chạy lại đây, bà chơi với tụi mình luôn là ôi tao đi toilet tại chỗ luôn. Sợ đó nha. Mày khùng quá thì lúc đó có gì tao quýnh cho mày một xỉu luôn, rồi mày khỏi thấy bà nữa. Thôi lỡ rồi, lỡ làm đại luôn đi chứ biết sao giờ, chơi luôn. Từ từ nha. Đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3, bà Cáo. Ê, bà chạy. Sawadee kha. Cứu cô với con ơi. What are you talking about? Mày khùng hả? Mình là người Việt. Ồ, tôi có người Việt Nam. Tôi có người Việt Nam nè. Ồ, vậy là người Việt Nam hết hả? Ủa, người Việt hết luôn hả? Đồng hương rồi. Đồng hương hả? Đồng hương. Rồi, vậy thôi, tôi đi nha. Cái gì? Đi đâu mà vội mà vàng? Cô là ai? Cậu nữa. Cậu là ai? Tôi là tôi chứ tôi là ai? Mấy cậu hỏi cái gì lạ thế? Đúng ra là gặp đồng hương phải mừng. Chứ làm sao mà nói chuyện kiểu bố đời thế? Có muốn qua tới đây rồi không có đường về Việt Nam không? Không có, hiểu lầm thôi mà. Bình tĩnh nè. Nè nè, sao mấy chú đuổi theo tôi vậy? Tụi con thấy cô giống một người quen của tụi con cho nên là tụi con đuổi theo, tụi con hỏi thăm. Dạ đúng rồi, hỏi chuyện thôi chứ không phải là rượt đuổi gì hết. Dạ đúng rồi. Hỏi thăm gì mà đuổi người ta giống như ăn cướp thế. Không phải đâu, tại vì bà chạy quá chứ bà đi bình thường đâu có nói. Bà chạy quá cho nên tụi tôi mới dí theo chứ ai dí theo làm gì mệt đúng không? Thì nãy cô tưởng là mấy người này nào là giang hồ đây đòi nợ cho nên thấy dí quá cho nên cô chạy. Ôi giời ơi, con đã nói cô bao nhiêu lần rồi. Cô lại đi đánh cờ bạc đó đúng không? Cứ thế này có bữa nó tới đây nó chém luôn á. Cô biết rồi. Lần này thôi, lần sau cô không dám gì nữa. Thôi chết mẹ rồi. Cái xe trái cây nãy giờ chắc bị bullet nó hốt rồi quá. Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà khoan nhiều thế bố? Để cho cô đi bán trái cây. Không phải. Nhìn cô quen lắm. Rất giống một người. Ai? Bà Cáo. Ê! Lúc đầu nó gặp tôi nó cũng kêu tôi bằng bà Cáo nữa nghe. Vậy là bà Cáo là ai? Mày là ai? Ai kêu các cậu tới đây tìm bà Cáo? Ông nội. Vậy cùng là anh em trong xã đoàn chợ mới rồi. Đi vào trong nhà nói chuyện cho nó tiện. Cái gì đấy? Thì ra cậu là Quý Bắc, con ruột của chị Đại mà giang hồ đồn. Bữa nay mới được gặp á. Ê, mà tao nói nè, đúng ra là tướng tá phải vạm vỡ nhìn lực lưỡng lắm chứ đâu mà nhìn giống như ống nhóm nhách, nhìn quải quá cho nội, nhìn hèn quá. Ê, ăn nói gì kỳ cục vậy mày? Không sao đâu, tôi bị nói như vậy nhiều tôi cũng quen rồi. Với lại quan trọng là hôm nay được gặp lại các anh em trong xã đoàn, vui lắm. Sao ông ở xã đoàn mà tự nhiên lưu lạc sang đây trời? Sau khi mẹ tôi mất ấy thì ông sói sợ tôi bị hãm hại cho nên mới gửi tôi qua bên Thái Lan cho bà Cáo chăm sóc. Mà không ngờ bà Cáo bị đột quỵ qua đời rồi. Bà Cáo mất thiệt rồi hả? Còn bà này là bà nào? Đây là cô Quỳnh bán trái cây ở chợ Thái Lan. Kể lại chuyện này tôi mới mất cười.
cái bữa đầu tiên mà nó gặp tôi ngoài chợ nha. Rồi đó coi nó tưởng tôi là cô nó. Nó la làng luôn là tôi mắc cỡ muốn chết làm gì đó. Xong rồi sau đó là nó dí bà. Đúng vậy. Rồi cũng chạy vô đường cùng ở trong hẻm vậy luôn. Đúng vậy luôn. Rồi sau đó nhận bà con. Đúng vậy luôn. Rồi hai người hỏi tới sáng luôn hả? Đúng vậy luôn. Cái gì? Liệu làm sao nữa Quy Bắc? Kể tiếp đi. Thì hỏi ra mới biết là qua bên đây đánh bạc. Đánh tới nỗi mà bán hết tài sản ở quê luôn. Bây giờ bắt bo thì bị tụi giang hồ nó giữ, không có chỗ nào ở, cho nên là tôi mới cho ở đây đỡ. Nhìn cũng giống bà cáo cho nên là nhìn cũng nguôi ngoai, với lại cũng thấy thương cho nên là hai cô cháu ở chung với đây. Cho cô với một ít tiền mua được cái xe trái cây bán để trả nợ cho tụi giang hồ đó. Quy Bắc, ngay lúc này đây tôi cần bà Quỳnh giả làm bà cáo để về cứu xã đoàn. Tôi bay khùng rồi hả? Ở đây nha, tao bị cái tụi xã hội đen nó truy sát tao hả? Tao muốn ngọt thở tao rồi. Huống chi về bên kia nguyên một cái xã đoàn là sao tao chịu nổi? Nói êm xuôi tao không nói nghe. Trời đất ơi, lũi mà nó lộ chuyện một cái đó nghe, có nước tao chui xuống dưới tao gặp Diêm Vương tao đầu thai sớm là cái chắc luôn. Cô cứ yên tâm đi, bằng mọi giá tụi con sẽ bảo vệ cô. Không bao giờ. Không bao giờ tao dính dáng tới xã đoàn, xã điếc, hội đen, hội đỏ gì hết trơn. Bye bye. Nếu cô chịu giúp tụi tôi hứa sẽ trả hết nợ của cô ở bên này. Cô có cần tiền không? Cô có cần trả nợ không? Ngoài cái chuyện trả nợ ở đây ra, tôi muốn một điều kiện. Điều kiện gì? Cô cứ nói tự nhiên. Trong tay tôi phải có một cuốn hộ chiếu đường đường chính chính rời khỏi Bangkok một cách an toàn. Vậy là cô không biết rồi. Tam thái tử tụi tôi không có gì ngoài điều kiện. Cảm ơn bà vì đã giúp tôi giết ông sói, dì cá và cả bảy gà. Cũng tại chuyện này bọn tam thái tử nó truy sát tôi. Không nhờ ông nội ra cứu là bây giờ xác tôi nó đã bền bồng ở khúc sông nào rồi đó. Tôi biết công lao của bà lớn như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi bà. Cảm ơn thái tử. Nếu vậy thì tôi cũng có chuyện muốn thưa với thái tử. Xã đoàn bây giờ rối rắm lắm rồi, ai cũng muốn lên chức hết á, mà đâu có biết rằng bọn tam thái tử nó qua tới Thái Lan kiếm cái bà chồn bà cáo nào đó là em ruột của ông sói về để nắm chức, rồi nói chung là lập lại trật tự của xã đoàn. Thú vị quá vậy. Thú vị cái gì? Tôi bây giờ tôi chán cái xã đoàn này lắm rồi. Ơi, lo cái thân mình đi cho nó khỏe. Bao nhiêu đó tiền cũng đủ để bà làm hoàng hậu rồi. Anh vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Em muốn làm hoàng hậu của anh được không? Ai? Rượu ngon, tiền nhiều, trai lại đẹp. Mời thái tử. Mời. Cho em đi đây. Vậy bà có muốn biết nhân vật tiếp theo mà tôi muốn nhổ bỏ là ai không? Chết ai đi kệ mẹ tôi. Tạm biệt Hoàng Hí Hận, đại ca khu chợ tình. Thông cảm cho tôi, bởi vì đâu có ai muốn giữ một quân cờ vô dụng. Alo. Khách sắp về. Chuẩn bị tiệc mừng. Chào đón khách.
Bà cáo thấy như thế nào khi mà bây giờ mình quen trở lại nước nước của mình? Thôi đúng là cái mùi này rồi. Cái mùi vị này không có lẫn vô đâu được. Mùi gì? Cái mùi này là mùi vị quê hương. Chỉ có những người con xa xứ lâu năm như tôi nè mới cảm nhận được cái mùi vị này. Nguyên một nồi lẩu Thái tâm dâm luôn. Cái này không phải lẩu Thái, cái lẩu gì? Lẩu mắm. Lẩu nè. Có hai người mà ăn muốn sập quán luôn vậy đó. Ê, ăn gì như chết đói vậy? Bên này không ngồi mà qua bên bảnh ngồi là sao? Hai thằng bay á, chịu không được một món tôm. Trên tôi đây ngồi mình cho dễ chịu. Anh thử miếng không? Này. Này. Đó. Quay, 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 quay. Cô ăn lẹ đi. Mày cũng ăn lẹ lên. Anh em mình đưa bà cáo về xã đoàn. Không nghĩ em từ từ đi. Chứ giờ cô về chỗ đó cô thấy lạ lắm. Cô sợ quá cô. Lạ gì? Tao thấy bà cáo nói đúng á. Không có bà cáo nào mà ngồi ăn bún lẩu mắm tôm mà ngồi dậy hết trơn á. Xả cái giò xuống bà cáo. Trời ơi bà cáo, hiểu không? Bà cáo là một chị đại trong giới xã hội thì quái phóng như là người ta nhìn là người ta phải sợ bà cáo liền. Chứ không có ai mà ngồi mà gác giò lên, gác chân lên thì không có được, kỳ lắm. Đúng rồi. Chứ tụi con cũng biết rồi, cô là dân buôn bán nào giờ cô đâu có biết cái người đứng đầu xã hội là như sao đâu. Bước đầu tiên quan trọng là mình phải... Trời, làm gì vậy? Đạp số á, đá số. Thôi thất thôi. Cái giò là phải đá số, còn cái đầu là phải nhảy số. Hey. Phải nhanh gọn lẹ. Ông tụi mày mà sơ sẩy là người ta say sở tụi bay liền. Hợp lý. Phải tập từng bước. Ha. Mới nói xong luôn á. Sao quá đi ca. Bắt cặp hỏi anh em tao chơi cho tay máu con khô. Bên đây đang muốn được chơi tay bến đêm nay thì cứ việc gào vô. Bốn phương tám hướng anh em họ tụ trên bày một đống tiền đồ. Đâu phải tự nhiên mà tạm thái tử ban danh trên chốn giang hồ. Tụi tao từ lâu đã cắt cốt. Anh em tình nghĩa để trong tâm. Vậy này huyện đau cũng chơi cho nó. Ngày mai hắn tính chuyện thay xăm. Gặp bèo đàn sói dù có dữ. Đụng tam thái tử cũng băng xa. Đối diện tụi tao mày phải chuẩn bị cái ngày mày nằm trên băng ca. Tụi tao đã vượt qua phong ba với hàng ngàn bão tố, khó khăn nào cũng đã xông pha nên cái đầu đảo số. Cặp mắt tinh tường nhìn trong xa, kính nể chú bác và ông cha. Tiền bạc chứng khoán được thông qua, tụi tao là con lão nhỉ. Ra xã hội anh em tao chơi cho tay máu con khô. Bên đây đang muốn chơi tay bến đêm nay thì cứ việc gào vô. Bốn phương tám hướng anh em họ tụ trên bày một đống tiền đồ. Đâu phải tự nhiên mà tạm thái tử ban danh trên chốn giang hồ. Tụi tao từ lâu đã cắt cốt, anh em tình nghĩa để trong tâm. Vậy này huyện đảo cũng chơi cho nó, ngày mai hắn tính chuyện thay xăm. Gặp bèo đàn sói dù có dữ, đụng tam thái tử cũng băng xa. Đây đều là những thành viên cộm cán trong xã đoàn. Đưa cô cái đó cái ngọt hơn kìa con. Cùng một cô trái quách. Mật á. Cô phải chú ý nghe con nói nè. Cô phải nhớ hết tất cả mọi người. Có như vậy thì kế hoạch của chúng ta mới thành công được. À, rồi 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 rồi. Còn người mà đeo kính ấy, tóc bạc bạc là ông sói. Ờ. Người đã nuôi con từ nhỏ trên núi. Ừ. Sau khi mẹ con mất ấy thì giao toàn quyền cho ông ấy nắm. Nhưng mà con không ngờ ông ấy lại bị ám sát dã man như vậy. Trời đất ơi, bị ám sát luôn vậy hả? Đúng vậy. Ông sói đã bị 9-7 gà xiết cổ chết tại nhà riêng. Hồng chiếm ngôi chủ tịch của xã đoàn. Trời ơi. Còn đây là anh Di Cá, đại ca của chợ cá, cũng là đại ca của ba đứa con. Anh Di Cá cũng bị gà giết chết. Nhờ của anh Di Cá mà tụi con mới được ngày hôm nay đó cô à. Một ngày là đại ca, suốt đời là đại ca. Không ngờ bầy gà lại ác như vậy. Ra tay với cả những người anh em của mình à. Những việc làm của bầy gà đều là âm mưu của Hoàng Hy Hửng hết. Hoàng Hy Hửng là người mượn gió bẻ măng. Cho nên người chết phải là Hoàng Hy Hửng. Nhưng mà bầy gà này nè, hồi nãy giờ nghe nhắc là coi như nó giết rất là nhiều người. Mà không biết bản thân nó làm cái gì. Không ai khác, mặt lâu cá này chính là bầy gà. Đại ca khu chợ gà. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, hắn phải chết để đền tội. Còn người cuối cùng là ông nội. Mẹ con và ông nội chính là người khai sanh ra xã đoàn chợ mới. Ông nội chính là nòng cốt quan trọng và cũng là người mà con kính trọng nhất. Chỉ cần qua mặt được ông nội thôi là sẽ qua mặt được tất cả mọi người. Mấu chốt chính là ở đó đó. Ý nhìn cái mặt không phải nam nha, cái mặt này nữ nè. Đáng lý là kêu bà nội mới đúng, kêu ông nội là sai rồi. Trời ơi, ông nội là giang hồ ôm ôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ở bên kia nhiều lắm. Thôi, mà nãy giờ cô biết vậy đủ rồi. Ra giang hồ biết nhiều quá, có ngày cô bị ám sát á. Trời đất ơi, ghê vậy hả? Thôi giờ tôi không làm đâu. Nó giỡn với cô á. Bây giờ vậy nè, cô còn thắc mắc gì á, cô có nói cho ba đứa con biết, ba đứa con giải quyết cho. Ôi, khỏi có lo. Tôi dân chợ trời mà, ha.
Nói sơ cái là tôi hiểu liền à. Yên tâm đi nha. Đi đâu cô? Đi ngủ. Chưa xong mà. Trời ơi, đâu phải học cái này không đâu cô. Cô ra giang hồ cô phải biết võ thuật người ta mới tin. Ôi, võ thuật mà học cái gì? Đối với tôi thì võ công tôi đầy mình nữa nè. Cáo Nguyên với mày đó là sao? Mày lo đi giật cung hồn thì mày lo giật cung hồn đi, mà qua mày kiếm mối cho tao làm chi? Kiếm mối là kiếm mối cái gì chú? Mày đụng tới ai thì đụng, mà mày đụng tới đàn em của Cá Nóc là mày đụng tới khu chợ cá. Mà mày đụng tới khu chợ cá là mày chết mẹ mày rồi. Ai, nếu như anh Di Cá không chết á thì mày đâu có lên làm chùm đâu. Xin lỗi mày à, gà lửa cũng đang làm chùm khu chợ gà nè con. Mày nói cái gì thì nói. Mày đừng có đụng tới anh Di Cá nha. Tao sợ quá nè, gà sợ quá nè. Bây giờ muốn làm sao? Mày thích sao tao chiều mày. Anh em, lên! Tụi mày sợ chưa? Lần này chỉ là đồ ăn thôi. Nếu mà có lần sau nữa thì hai con dao nó cắm vào cổ của hai đứa bay đó. Đây là bà Cáo, em ruột của ông Sói. Người chuẩn bị lên làm chùm xã đoàn chợ mới. Gan tụi mày cũng lớn lắm. Xã đoàn mới vắng chủ mấy hôm, tụi bay định làm loạn lên hả? Tụi con trẻ người non dạ, tụi con xin lỗi bà Cáo với Tam Mỹ Tử. Bình tĩnh đi, tụi em thương nhau lắm, không có gì hết. Nè, thấy chưa? Mẹ là kiếm chuyện với tao. Ê, còn mấy thằng kia là sao? Ê, ê, thương. Không, thương kìa, thương. Cái cổ tụi còn xài bay ơi, thương. Thấy chưa? Đâu gì đâu. Lần sau mà tao còn thấy cái cảnh này đó nha. Chợ gà, chợ cá, yêu thương nhau lắm. Đúng chú? Dạ. Giải tán đi. Dạ. Bà là ai vậy? Đi chích liền, đánh tao hơi đau rồi đó. Cái mẹ bà đi, bây giờ có chơi không? Chơi. Ok. Chơi. Mà chơi nhỏ nhỏ thôi. Thích thì chiều. Ok. À. Anh em. Cái gì nữa đây? Hả? Chú sức khỏe nha. Đi. Tôi phát trà phát lòng. Tức quá mà. Ba thằng nhóc này nó làm như anh em xã đoàn mình rảnh lắm ngồi chờ đó hoài. Đau tay không? Đau. Đập làm chi? Bực. Ngộ, mỗi lần giận là phải đập cái bàn. Cái bàn này là cái bàn cổ, bàn cũ của xã đoàn. Nó già yếu lắm rồi. Muốn đập không? Đi về nhà đập. Bực mình thì đi về đâu ai nói gì đâu. Tiếng la làng lên. Đợi lâu quá à. Mà bên khu massage của em quá trời diện, không em không nội cho em về trước nha. Đó thấy chưa? Yeah. Ta đẹp mà dẻo cũng dễ thương nữa. Em mệt em cứ về. Đó thấy cưng à. Chào ông nội. Chào mọi người. Em đã tìm được người lãnh đạo bên xã đoàn rồi. Huy Bắc. Em chào ông nội. Chào các anh các chị ạ. Khỏe không? Trời ơi. Dạ, không khỏe, nhớ ông nội nhiều lắm. Không có đi nữa. Ở đây. Anh em xã đoàn lo cho. Bảo vệ cho. Vậy đây là Huy Bắc, con của chị Đại. Người sẽ tiếp tục kế nhiệm làm tân chủ tịch xã đoàn. Hình như nó có cái gì đó hơi sai đó. Sai là chắc rồi còn gì nữa. Bởi vì lão Đại đã truyền ngôi trong Sói rồi. Thì Huy Bắc nó có can dự tới xã đoàn mình nữa đâu. Ừ, đúng rồi. Mà phải làm cái người nào đó có máu mủ ruột thịt với ông Sói kìa. Đúng rồi. Anh chị ơi, mày làm mất thời gian của tụi anh quá. À, mọi người hiểu lầm rồi. Đợt này về là em chỉ muốn thắp nhang cho ông Sói thôi. Đúng như vậy. Và người lãnh đạo vị trí xã đoàn của chúng ta đó chính là bà Cáo, em của ông Sói. Sawadee khap. Chào mọi người. Bà Cáo. À, khỏe không? Khỏe. Sawadee khap, bà Cáo. Em là thập tứ cô nương. Em quản lý khu massage ở đây. Em biết là bà Cáo đi đường xá xa xôi về chắc cũng mỏi lắm rồi đúng không? Yên tâm, qua bên khu em tẩm quốc massage xong là khỏe re hà. Nếu như có dịp thì mời thập tứ cô nương qua Thái Lan chơi, chị lo. Thích
bà Cáo rồi đó nha. Cảm ơn chị đã lo lắng cho thằng Quy Bắc. Lúc chị Đại vừa mất, toàn quyền giao cho ông Sói. Lúc đó cứ sợ Quy Bắc bị truy sát, cho nên gửi qua Thái cho bà Cáo lo. Cảm ơn bà. Chẳng lẽ anh tôi nhờ mà tôi lại không giúp? Chỗ đó của bà trái gió trở trời sao rồi? Chỗ nào? Trời ơi, cái vụ truy sát đó tôi nghĩ là bà phải nhớ cả đời. Tôi bị một dao, bà bị một chém. Trời, cậu làm vậy? Chưa gì muốn lấy tiết người ta là sao? Đây là bà Cáo. Tại vì trên tay bà Cáo á có vết sẹo, tay cô thì không. Vết thẹo của bà Cáo á ít nhất cũng 10 năm hơn rồi. Bây giờ mày chém bà, rồi 10 năm sau mới làm hả? Chứ bây giờ làm sao để có vết sẹo đó? Sao mày? Tao là có cách. Rồi, xong rồi đó bà nội. Trời ơi, nhìn đẹp giống thiệt á, nhìn không biết hàng pha ke luôn á. Còn phải nói nữa anh. Tiền nha con em. Cảm ơn anh đẹp trai nhiều nha. Trả cho em gấp đôi á. Cái số tiền gấp đôi á là để em dạy lại cho bà. Khi nào mà không có em, bà tự làm cái vết sẹo đó được. Hiểu chưa? Ok. Thỉnh thoảng cũng đau chứ. Đau chứ sao không đau. Tôi sẽ đưa cho bà một cái thuốc trị sẹo liền đẹp liền. Cảm ơn ông nội, không cần đâu. Tôi không muốn hết sẹo. Tôi muốn để lại nó, để mỗi ngày tôi nhìn nó giống như một kỷ niệm vậy. Nói hay lắm. Vết sẹo cũng như là hình xăm là một kỷ niệm, là một cột mốc quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Bà Cáo chất lắm. Cảm ơn. Rõ ràng rồi, bà Cáo xuất thân là em ruột của ông Sói, là những người đầu tiên để đem cái chợ mới này về. Xuất thân lẫn thực lực, còn nói gì nữa. Đây, tân chủ tịch xã đoàn, mọi người có ý kiến gì không? Tôi không phản đối. Em đồng ý. Tất cả mọi người đều đồng ý rồi. Ngộ làm sao từ chối được. Ngộ đồng ý. Nghe nói bà đang làm ăn ngon lành tại Bangkok, vậy thì bà về đây làm cái gì? Nếu như bà lên nắm quyền cái xã đoàn này thì bà có đủ thời gian và tâm trí lo lắng cho nó hay không? Đó chỉ là chức vụ thôi. Đối với tôi, con người quan trọng hơn chức vụ. Nếu chung quanh tôi có những người anh em tốt thì cái việc quản lý con người nó sẽ dễ dàng hơn là quản lý cái chợ. Hiểu ý tôi nói chứ? Nếu bà đã nói vậy rồi thì tôi không còn gì để nói. Ok, tôi đồng ý. Tôi xin tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, bà Cáo là tân chủ tịch xã đoàn chợ mới. Tranh thủ ăn đi nè. Ê, nó nghe nè tụi bay, lần sau đừng có cho cô đi nữa, không rài thiệt nha. Tao gồng quá trời gồng luôn vậy, sợ muốn chết vậy nè. Cái này mà hả, chừng hai lần nữa thôi tao đứng tìm tao chết tại chỗ luôn. Cô Quỳnh, con nói cô nghe nha, ông nội ông tin ý dữ lắm á, mới mốt có gặp chuyện gì á ráng mà xây sở, lỡ mà biết một cái là chết tụi con liền. Thôi cho cô hai chữ bình an đi tụi bay ha. Tao chỉ là cái người bán trái cây thôi, đừng có gây áp lực cho tao nữa. Không gây áp lực cho cô á là cái đầu cô liền khỏi cổ luôn, chứ không có đứng ở đây đâu. Trời đất ơi, ghê vậy. Thôi ăn đi, đồ ăn nhiều lắm á, không xíu là ăn không hết. Ờ, mọi người ăn đi, đồ ăn nhiều lắm. Thôi đừng có ghẹo đó nữa tụi bay, ăn đi tụi con nè. Dạ, dạ. Ăn đi, thiếu rồi cô nướng thêm nha. Ê, thôi 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 cô, cô ăn đi. Hôm qua cô cũng vất vả rồi. Ngày mai con dẫn cô đi ăn bào ngư với cá. Mẹ chú á, cô đừng có lo lắng gì nữa hết trơn á. Tụi con hứa với cô luôn, bằng mọi giá phải bảo vệ cô. Đúng á. Nè, đây đây, cô ăn đi. Nè, vô nè. Sao vậy cô, tự nhiên này không ăn là sao? Cô sao vậy cô? Cô đồ ăn không ngon hả? Nhìn mấy đứa, cô nhớ tới đứa con trai của cô. Con trai hả? Chắc bây giờ nó cũng bằng tuổi tụi con. Vậy mà con cứ tưởng là cô sống với Quy Bắc bên Thái chứ. Mình cũng không biết vụ đó luôn á. Hồi ở Việt Nam, cô quen với một người đàn ông, cô tưởng
ta thật giả yêu mình. Yên tâm đi, sau này á anh sẽ lo cho má con em. Ai ngờ nó lừa gạt cô. Người nhanh lên. Tôi để cô ôm một tấm nợ. Anh nợ anh bao nhiêu tôi trả. Xã hội đen truy lùng cô sợ quá, cô chạy trốn mất tên là trên đường đi cô để lạc mất đứa con trai của mình. Cô không muốn gì hơn, cô chỉ mong muốn gặp lại đứa con trai của mình để bù đắp cho nó. Dù có chết cô cũng vui nữa. Tụi con có nhiều mối quan hệ, tụi con hứa sẽ tìm lại được con trai cho cô. Đúng rồi đó. Đúng rồi cô. Cảm ơn tụi con nha. Cô đi nướng đồ đây. Thôi. Cô cứ ăn đi, một lát nữa tụi con làm sao cũng được mà. Cô ăn đi. Quá. Ở trong rượu có đồ. Ê, mày thèm gái quá thì mày qua khu chợ tình mày kiếm. Mày chơi hàng hạ vậy ai nể mày mày. Bây giờ mày kiếm mối với tao đúng không? Tao thích sang vô đó rồi sao? Mày muốn cái gì? Xin lỗi người đẹp nha, thằng này nó chọc lộn con quái vật rồi. Bây giờ mày muốn làm sao? Mày muốn làm sao? Thôi. Tụi đang làm cái gì vậy? Chào tao mấy tự. Không nghe bà cáo nói gì hết trơn hả? Là người chung xã đoàn mà. Tại sao vậy? Anh em một nhà hết. Yêu thương nhau chút đi. Thôi, lớn hết rồi. Uống rồi về giùm tao đi. Cái này có đồ. Cũng một cái con nào. Wow, xã đoàn chợ mới dạo này vui quá. Chắc là tao phải đóng góp vào cái gì đó cho thêm phần thú vị à. Thằng nào vậy? Nghe đâu là ngày xưa là người tình của thập tứ cô nương, tên là Cửu Phong. Bây giờ ngon lành rồi, đang làm thái tử của chợ cũ. Ê, chợ mới có vui, còn không có phần của mày. Mày biến vào khu của mày đi. Tụi mày đừng có tưởng tụi mày là tam thái tử Nha Trang thì muốn nói cái gì thì nói. Ở đây là Sài Thành. Cửu Phong, đủ không các mày? Trời, biết tên tao luôn. Ba đứa tao nổi tiếng là không sợ cái gì cả. Mày thích cái gì? Cứ coi như là chó sủa qua tai thôi. Mà đã là chó thì không cần phải chấp nhất là. Mày nói con mẹ gì vậy? Mày muốn cái gì tao chiều mày cái đó. Mày bớt diễn đi thằng chó. Mày hại tao đúng không mày? Mày á. Rốt cuộc là chuyện gì? Sáng nay công an vô khu chợ cá nghi là sử dụng hóa chất bảo quản. Em thề là tiểu thương chợ em không bao giờ xài mấy cái đó. Thằng chó này nó hại em. Ê, đừng giải điên nha mày. Bên chợ gà tao bị tịch thu hết gà nè. Hả? Cúm mắt 5N1 cúm nó qua lâu lắm rồi. Nếu không phải mặt chó mày tung tin đồn thì là ai? Là ai? Ủa vậy? Em. Mày nhảy hoài vậy đó hả? Em tức quá mà. Chị Cáo, chị tính sao?
Bà cáo, bà tính sao bà nói đi, giải quyết tụi tôi đi bà cáo. Bà là chùm xã đoàn mà sao bà im re vậy? Từ lúc bà làm đủ thứ chuyện xảy ra, bây giờ bà tính làm sao? Từ từ để công an người ta điều tra ra, rồi xác minh rõ ràng. Rồi khi mà có kết quả rồi thì chợ cá chợ gà hoạt động lại mấy hồi. Đối với bà nghỉ một vài ngày không thành vấn đề, đúng rồi. Nhưng mà tiểu thương nghỉ một ngày là chết, bà có hiểu không? Ngày xưa lúc ông sói còn làm không bao giờ xảy ra mấy cái chuyện này. Còn từ khi bà lên làm đủ thứ chuyện xảy ra. Giờ lúc tôi tự hỏi, bà có phải là bà cáo em ruột ông sói không? Nói gì vậy mày? Ăn nói mất dạy. Ở đây người lớn không đó. Mày nói ai vậy? Tao nói mày đó. Bây giờ tụi em muốn cái gì? Thôi, tôi đã có cách xử lý. Cảm ơn. Có gì đâu, pha có tô mì mà. Tôi lịch sự tôi cảm ơn chứ chú. Mấy đứa ơi là mấy đứa. Cô giống như là đang ngồi trên lửa. Làm ơn tìm cách nào cứu cô giùm cái con ơi. Cô sợ chết lắm, cô muốn chết tụi con ơi. Hôm qua cô hùng hổ lắm mà, cô quay phong lắm mà. Thì tại hôm qua cô quýu quá, cô nói đại vậy thôi chứ. Con ơi, làm ơn tìm cách giúp cô đi con. Cả hai chợ đều có chuyện, chắc chắn là có một phe nào đó hãm hại rồi. Mấy chú có nhớ cái hôm đi ba không? Gặp thằng thái tử Cửu Phong, tụi bay có nhớ là nó nói gì không? Xã đàn chợ mới dạo này vui quá, tao phải đóng góp một cái gì đó cho thêm phần thú vị à. Tôi chắc chắn là thằng thái tử chợ cũ đó làm chứ không ai hết. Thái tử chợ cũ? Giang hồ gì đâu mà mọc như nấm vậy trời. Vậy thì lên kế hoạch đi hái nấm thôi nào. Không có dễ đâu. Đúng rồi đó. Thật sự thái tử chợ cũ chưa có điểm yếu. Không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, không bay lắc. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là thằng này nó rất là mê tín dị đoan. Lắc Kiều, có cách gì không con? Cô yên tâm, bởi vì dù gì nó cũng là con người. Mà đã là con người thì hoàn hảo cách mấy cũng sẽ có điểm yếu. Xa qua đi khà. Lai Mạc, đệ tử ruột của thầy Lai Bố. Ngày hôm nay thầy Lai Bố có việc gấp phải bay qua bên Thái Lan để giải quyết một số việc, cho nên tôi tới đây để thay thầy. Alo. Alo, là thầy đây. Thầy có việc gấp phải bay qua Thái Lan để giải quyết chuyện của tỷ phú Thái Lan. Khoảng một tháng nữa thầy mới về. Chuyện của thái tử cứ yên tâm giao cho Lai Mạc, nó là đồ đệ giỏi nhất của thầy, kinh nghiệm hơn 10 năm tu nghiệp ở hoàng gia Thái Lan, đảm bảo không làm thái tử thất vọng. Tôi làm theo yêu cầu của mấy ông rồi đấy, bây giờ mấy ông chịu thả tôi ra chưa? Bình tĩnh ngay, khi nào bạn tôi an toàn trở ra lúc đó tôi sẽ thả ông hiểu chưa? Xin lỗi vì đã thất lễ với thầy, để tôi dắt thầy tham quan kỹ hơn. Không sao, cẩn thận là tốt. Tự nhiên thằng Quy Bắc nó mới nước ngoài về, mà nó cũng đâu có rảnh gì trong giới của mình đâu. Tự nhiên giao cho nó một phi vụ nguy hiểm vậy, tao thấy sao á. Mày không nhờ nó thì biết nhờ ai bây giờ? Ba thằng mình á, thì thằng Thái Tử còn lại mặt gì nữa. Chỉ có riêng nó thì người ta không biết. Mà tao thấy nó lo sao rồi? Lo cái gì mà lo? Tụi bay phải tin tưởng vào kế hoạch của tao. Chỉ cần dụ thằng thái tử ra một mình, lúc đó có thể bắt cóc nó được. Còn ông, khi nào xong việc tôi sẽ thả ông ra. Dạo gần đây chuyện công việc của tôi không mấy thuận lợi. Thầy tinh thông phong thủy, nếu như phá giải được, tôi nhất định sẽ không bạc đãi thầy đâu. Tối ngày hôm qua, ta có cùng với thầy Lai Bố coi cái vì sao, thì vị trí của các vì sao không hề tốt. Sao hỏa sắp chiếu mạng thái tử, có nghĩa là thái tử sắp gặp họa rồi đấy. Tôi mà anh Thủy, tại sao lại sợ hỏa? Không phải Thủy có thể khắc chế được hỏa sao?
Thông thường thì là như vậy. Nhưng mà hỏa và thủy, cái nào mạnh hơn thì cái đó sẽ thắng. Nước có thể dập được lửa, nhưng mà lửa cũng có thể làm nước bốc hơi. Sao sắp chiếu mạng thái tử là đại hỏa, xem ra là đại họa khó tránh. Những khó khăn chỉ mới bắt đầu thôi. Vậy thì có cách nào phá giải không thầy? Ngày rằm này có một con nước lớn hiếm hoi. Thái tử phải tới đó để cúng thủy thần Hà Bá thì may mắn thần linh mới có thể phù hộ cho thái tử được. Dạ thầy, tôi sẽ cho người sắp xếp. Nhưng mà đi cúng ấy, cũng giống như là đi câu cá, tránh bứt dây động rừng. Tốt nhất là thái tử chỉ nên đi một mình cùng với ta tới đó để thành tâm khấn vái. Dạ thầy. Tốt. Con lạy thần thánh mười phương, con lạy cô hồn tám hướng, con lạy thần sông Hà Bá, thần mây, thần mưa, thiên lôi, thủy tề, thần nào liên quan tới nước, con xin được lạy luôn một lượt. Hôm nay là ngày rằm 15 tháng 7, nước lớn lên cao, thủy triều dâng mạnh. Con xin được lập đàn tế lễ cầu cho gia chủ con là Cửu Phong, biệt danh là Thái Tử, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985, được làm ăn thuận lợi, một đời bình an. Thần thánh đã hiển linh, thấy lạnh gáy rồi. Thái tử à, ôi. Chỉ có thầy Lai Bố mới biết được ngày tháng năm sinh thật của tao. Mày tự xưng là đệ tử của thầy Lai Bố, vậy mà lại lấy ngày tháng năm sinh của tao trên mạng. Mày là ai? Quay, quay. Ai chờ mày đâu ra? Ai đâu? Chờ, chờ mày đâu ra? Đừng làm mày. Mày đi chết đi. Ây chà, hình như là mấy anh chuột chạy thoát rồi hả? Chợ gà với chợ cá bị phá tan nát, sao ta thấy tụi mày vui quá vậy? Ai cái chợ đó thì nhầm nhò gì, chợ mới nó mới có giá trị. Nóc, đứng cái gì vậy? Tìm cá mập.
Ngợp quá. Ây da. Gì vậy? Ây da. Làm sao vậy? Thằng nào đắp mền mà đắp qua đầu luôn vậy? Chơi mất dạy dữ vậy? Ô, tôi đắp như vậy cho cậu dễ ngủ. Mà bây giờ cậu lại chửi tôi mất dạy là sao? Mày nghĩ sao vậy? Tao cứu tụi bay á. Tụi bay không thương tao mà còn nói cái giọng đó nữa. Mày kỳ quá, mày nói gì vậy? Ừ. Để tôi đút cháo cho cậu ăn nhá. Thôi giùm nha, chín nóng lắm ăn cũng được. Há miệng ra nào. Không có rất thôi, nhiều quá ăn hết bỏng. A nào. A ầm. Ô. Thôi thôi nóng lắm rồi. Đỡ đỡ nóng rồi đây. Ô nào, ô nào. Ô. Nữa nhá. Không ăn đầu ngán quá à. Phải ăn được cho nó hết bệnh. Mày thấy cái điều tao đang thấy luôn. Đáng lẽ tao không nên nhìn thấy. Cái chuyện này người ta thoáng lắm rồi. Ở bên Thái ấy, như thế này là bình thường à. Mày biết không hả? Khùng cái gì mà khùng. Tại thấy không khí nó căng thẳng quá. Với lại trong lúc đau thương như thế này thì mình phải giỡn đùa như vậy để cho không khí nó thoải mái. Chứ mày trai thẳng mà. Thẳng gì rồi mày làm nó thiệt quá vậy? Giỡn mày giống thật thì mới tin chứ. Nãy giờ tao nổi hết da gà luôn á. Tao nhìn nãy tao muốn lột đồ. Sao lột đồ? Nó bị lan. Rồi. Khang bay bớt xàm lại giùm tao một cái. Mà nghĩ cũng kỳ ha. Kế hoạch của tụi mình hoàn hảo như vậy thì tại sao tụi nó biết được? Tao nghi trong nhóm của chúng ta có nội gián. Gì vậy mấy bố? Đừng có khùng nha. Chính mấy cậu là lôi tôi vào chuyện này đó. Tôi cũng xém bị bắn mà. Ê. Mày điên hả? À? Giỡn với mày thôi. Mày nghĩ sao vậy? Mày là con của chị Đại mà. Sao nghi ngờ mày được? Trời, cái miệng ngấp ngáp luôn. Nãy giờ là giỡn hả? Chứ gì ba? Chứ mày nghĩ thiệt hả? Rồi mày nhìn mặt nó còn miếng máu. Thì ra tôi cũng chỉ là người để cho các cậu chơi đùa thôi hả? Trời đất ơi. Ê Quy. Ê, tao giỡn mày làm gì cọc thiệt vậy trời? Trời ơi, thôi kệ nó đi. Thôi. Giỡn đã sao giỡn lại nó vậy? Nói nghe nè. Ừ. Trong khoảng thời gian mà tao nằm ở đây á, hai thằng bay nhất định phải canh chừng bà cáo. Đừng có để bỏ đi lung tung. Bởi ra một cái là chết cả lũ á. Mà tao không ngờ nha. Thằng Thái tử nó thông minh quá. Ê cha. Ê da. Ủa da cái gì vậy? Nói xong rồi. Về nhà canh chừng bà cáo đi. Đây làm chi nữa? Làm dữ vậy? Nghĩ cho mày. Nào há mồm ra nào, để em đút cho nha. Tin tức con trai tôi như thế nào rồi? Tôi cũng cho tìm kiếm ráo riết khắp nơi nè. Mà dạo này tôi kẹt quá. Hay là không mấy, bà cho tôi thêm ít nữa đi. Bây giờ dù sao bà cũng là chị Đại rồi. Mấy trăm chai nhầm nhò gì. Tới lúc đó đừng có nói là 500 anh em, tới 5.000 anh em cũng đi kiếm con cho bà nữa. Ông có phải là đàn ông không? Có người đàn ông nào như ông không? Ông thử một lần nè. Ông che chở, ông là chỗ dựa cho tôi được không? Lúc nào ông gặp tôi cũng tiền không vậy? Ông có biết bây giờ xã đoàn nó hơn 10 băng. Lúc nào nó cũng chăm chĩa vào tôi nè. Mỗi một hành động của tôi mà trật một cái thôi là coi như tôi đi đời, tôi bắn muối liền. Vậy tôi mới nói với bà là làm một vố lớn rồi bỏ trốn luôn. Rồi một ngày nào đó nó biết bà là chị Đại pha ke, là giang hồ pha ke. Tới lúc đó bà cũng không còn xác để kiếm con bà nữa. Tôi nói vậy cũng là muốn tốt cho bà thôi, để tránh đêm dài lắm mộng, bà hiểu không? Cầm đỡ số tiền này. Nếu tuần sau tôi chưa biết được tin tức con trai tôi thì lúc đó ông biết tay tôi đó. À chê, thù này nhất định tao phải trả.
Tôi thấy Tử Gà Lửa và Cá Nóc tới rồi. Ngồi đi. Chơi gà chơi cá sao rồi? Đâu vào đấy. Mà em coi bộ là cái vụ hôm trước vết thương cũng nặng à nghe. Đừng có gọi là thái tử nữa, mà bây giờ mình gọi là thái sẹo đi. À, thái tử thông cảm, bạn em nó vẫn hơi nhây. À, mà dù gì đi nữa thì anh vẫn đẹp trai, vẫn phong độ. À, đúng. Tụi mày giận không có vui. Nhưng mà tao có cái này vui hơn cho tụi mày. Hey. Tất cả ở đây đều là hàng ngon loại một. Thử đi. Sao? Ngon thiệt. Loại một thiệt. Nếu mà như vậy thì tụi mày bán cho tao cái này. Tụi mày đang nắm giữ hai khu chợ lớn nhất của khu chợ mới. Vậy mà không biết làm gì. Em dễ lắm. Có tiền là em làm. Tất cả số hàng này là tao tặng cho hai đứa mày. Làm gì vậy? Cô đừng tưởng là không có tụi con nhà rồi cô gà làm gì tụi con không biết nha. Cô đâu có làm gì đâu. Vậy chứ cô làm gì đó? Cô lau dọn quét chùi thôi con à. Chết rồi, thiệt luôn. Đường đường một bà trùm giang hồ vậy mà cầm chổi quét như vậy, người khác nhìn thấy là chết cả đám. Cô cẩn thận giùm tụi con. À, cô biết rồi. Ủa hôm nay tụi con đi đâu vậy? Còn A Chề với Quy Bắc đâu rồi? A Chề bị thương, còn Quy Bắc là đang chăm nó. Con về con lấy ít đồ. Cô làm gì làm đi. Nó nghe nè Sơn, A Chề nó bị gì vậy? Chuyện tụi con ngoài xã hội đâm chém rồi giết nhau là cái chuyện bình thường. Cô cứ ở trong nhà giùm con đi, chứ cô mà ra đường mà lỡ có chuyện gì á là tụi con không có chịu trách nhiệm đâu á. À, tôi biết rồi. Đi. Xin lỗi, để tôi lượm vô cho. Rồi đồ đạc của ông trời mày soạn hết chưa? Xong hết rồi. Con, để cho cô lấy cho. Chào cô. Ừ, đây này. Ôi, ơi, thiệt tình luôn. Ai, thiệt mấy đứa thiệt á, cha mẹ mình sanh mình ra khó nhọc lắm. Cho nên làm mình làm phải nghĩ tới cha mẹ mình nghe con. Con một cô cha mẹ từ nhỏ rồi, làm gì có ai đâu nghĩ. Mà bữa nay nhìn cô ngộ lắm nha, là lại cái kỳ sao. Kỳ cái gì không biết nữa. Ở trong bệnh viện đồ ăn không đài chắc khô khan lắm á. Cho nên bữa nay á, cô có nấu cho con ăn đi nè. Đây nè, ăn đi con. Dạ. Ngay món con thích luôn nha cô. Cá rút xương, món ruột của con. Trời ơi, hồi nhỏ hả, con mê ăn cá lắm. Mà bị đợt đó là ăn cá không cái là bị mắc xương, xém chết luôn. Rồi cái kể từ đó mẹ con mỗi lần mà con ăn cá là mẹ con đều rút xương ra hết. Món ruột của con. Cảm ơn con ha. Chỉ cần thằng cu quẹo con má thích là má sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày. Cô Quẹo, mẹ con đâu rồi? Ủa, anh mới tới hả? Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Nè,
chú chở mẹ con đi công chuyện chút xíu rồi chú đưa mẹ con về liền ha. Chú là người xấu. Cái thằng này yên tâm đi, sau này á anh sẽ lo cho má con em. Cậu được chú thấy con anh Tiểu Hổ, anh khỏe không? Ôi trời, trời tại sao đánh người ta vậy? Mày thiếu tao mấy chục triệu, tính giỡn mặt cho tao hả? Dạ, anh Tiểu Hổ, cho thủng thẳng cho em vài ngày nữa đi, rồi em xoay đi em trả nợ cho anh liền. Ê, trời, Nhân Đăng, Nhân Đăng, người Nhân Đăng, dừng lại, nè, anh nợ anh bao nhiêu, tôi trả. Ngày mai tao tới tìm mày. Tụi nó làm dữ quá. Nó kìa, bắt nó. Má mới gửi con lại cho dì tao. Được trốn qua Thái Lan cho tới bây giờ. Còn tin tức của thằng con Quẹo cũng không ai biết luôn. Sao biết được cô? Cũng hên lúc đó nhờ chú Tiểu Hổ nhận nuôi con, rồi đưa con vô chợ cá luôn cho tới giờ. Tôi đúng rồi, con chính là thằng cu quẹo con của má thật rồi. Hồi nhỏ con thích trèo cây, má la con hoài mà con không chịu nghe. Có một lần á, con bị té, con bị gãy vai trái, vết sẹo con nằm ở đây nè. Giờ mới suy nghĩ thấy nha, trong cái quả có cái phước. Chề chề tự nhiên bị đâm cái xong rồi tự nhiên tìm lại được mẹ ruột của mình. Ê không mấy mày mốt kiếm chuyện với ai nó cho đỡ thêm nhát dao nó cái tìm được ba ruột. Thằng quỷ sứ, mày vô duyên vừa thôi đó, miệng mắm muối. Nó vừa mới xuất viện đó mày. Kệ đi má ơi, thằng này vô duyên ngày xưa tới giờ rồi. Tôi nghĩ á là cậu nên vào thắp nhang trong sói đi. Cũng nhờ ông ấy phù hộ mà cậu tìm lại được mẹ ruột mình đấy. Chính xác. Nói đi liền đi con. Đi, đi. Rồi đợi chừng nào mà ai chề khỏe hẳn á, anh em mình tiếp tục kế hoạch ha. Kế hoạch gì vậy mọi người? Dạ kế hoạch quá gia đình. Tôi có gia đình đâu mà kế hoạch. Dạ tụi em bị liệu. Ông nội qua hồi nào vậy? Qua thắp nhang cho ông sói. Có phải xin phép không? Dạ không phải. Tại tụi em mới về thấy ông nội ngồi trong nhà cho nên là hơi hết hồn thôi. A Chê. Dạ. Nghe nói mày mới bị đâm hả? Dạ. Từ đó tới giờ nước sông không phạm nước giếng, chợ mới không đụng chợ cũ. Hay mày quậy người ta cái gì? Tôi nghi ngờ người của chợ cũ sai người đi kiếm chuyện phá chợ gà và chợ cá, nên tôi cử tụi nó đi điều tra cái thằng thái tử đó. Không ngờ kế hoạch bị thất bại, tụi nó bị sập bẫy của nó. Tôi biết chị cáo nóng lòng chứng tỏ năng lực của mình, nhưng chị phải bình tĩnh. Ở đây chứ không phải như bên Thái. Tôi hiện là người đứng đầu của chợ mới, cho nên những việc tôi làm không cần phải thông báo cho mọi người. Chị với anh sói đúng là anh em, tánh y chang nhau. Nhớ ngày xưa cái đám mình bị truy sát, công nhận nha, ông sói mà không nhờ chị cáo đỡ một dao, chỉ nằm bệnh viện cả tháng trời ông sói mới được cứu sống đó. Hay quá. Chuyện cũ nhắc lại làm gì không biết nữa. Phải nhắc chứ chị. Quá khứ rất dễ bị lường gạt, bởi nó có sự thêu dệt thật giả lẫn lộn. Vết sẹo trên tay của chị chỉ là vết xước ngang của con dao thôi. Còn cú đỡ là ông sói đỡ cho bà. Ông đỡ nhát dao đó xong, ông nằm bệnh viện một tháng.
còn bà cáo vẫn quậy lầy trời. Tụi vợ cũ truy sát tận cùng không còn đất chung thân, cho nên bà mới trốn qua bên Thái. Bà là ai? Bà không phải là bà cáo. Là mẹ của ai chề chứ ai? Mắc cười quá đi. Cả cái xã đoàn này có như rắn mất đầu thì cũng không thảm như bây giờ. Cả một cái xã đoàn mà bị ba thằng nhóc tụi bay quay như quay trong chóng. Tụi bay đang làm gì vậy? Hả? Tụi bay đưa con mèo già này từ Thái Lan về đây lên nắm chợ mới. Con tụi bay bỏ ma túy để hại các anh lớn chị lớn. Tất cả tụi bay tính trước rồi đúng không? Nói gì kỳ vậy? Thằng A Chề nó bị đâm. Tụi tôi vừa ở bệnh viện ra, không biết cái gì cả. Mày im đi. Không phải tụi bay là ai? Hả? Gà lửa, gà nóc, xét nhà cho tao. Dạ. Mấy cái thứ này vậy? Tụi tôi không có biết cái máy này. Trong nhà tụi mày nó không biết. Nè cái gì hả? Luật của chợ mới từ trước tới bây giờ là không đụng vô thứ này. Không có lấy nhiều nữa. Bắt tụi nó làm xử tới lực của xã đoàn. Ông nội, trong vụ này á, anh em tôi bị oan. Còn chuyến đi Thái Lan vừa rồi, chính ông nội là người kêu anh em tụi tôi đi mà. Tao hối hận khi kêu tụi bay qua Thái Lan để tụi bay lập ra cái trò lừa thầy phản bạn này. Ông sói là ông sói, ngó xuống mà coi. Loạn, loạn hết rồi. Ê, dù gì tụi nó cũng là Tam Thái Tử, con của lão Nhị Nha Trang, thế lực đang rất mạnh, không có sưng bậy được đâu. Ông nội nói cũng đúng. Lão Nhị là em ruột của chị Đại. Mặc dù lão Nhị đã bị trục xuất khỏi Sài Thành, nhưng mà thế lực ông ấy ở Nha Trang cũng phải đơn giản đâu. Đụng có chừng mệt đó nha. Cái gì? Lão Nhị là em ruột của chị Đại hả? Bị trục xuất ra khỏi xã đoàn hả? Sao tôi không biết chuyện này? Vì một lý do nào đó mà ông không kể với tụi bay. Nhưng mà trái đất tròn. Tao biết Duy Cá mãi mãi là đại ca của tụi bay, nhưng nó chết rồi. Giả lại tụi bay cũng trả thù rồi. Mọi chuyện coi như xong. Quan trọng tụi bay là Tam Thái Tử, con của lão Nhị. Cho nên tất cả chuyện trong xã đoàn chợ mới tụi bay không được đụng tới. Bây giờ ba đứa tụi bay và bà già kia rời khỏi xã đoàn chợ mới, mãi mãi không được có mặt ở đất Sài Thành này nữa. Ông nội à, có thể nào suy xét lại được không? Cậu là con của chị Đại, theo tôi đi về. Nói là đẳng cấp vô cùng đẳng cấp luôn. Nó sướng gì đâu á. Nguyên cái xã đoàn tin răm rắp. Còn tụi Tam Thái Tử đi bụi. Giang hồ bây giờ sống là phải dùng cái đồng. Suốt ngày chém chém giết giết, chả được cái gì. Loại bỏ được ba thằng chó đó ra khỏi xã đoàn, từ giờ sẽ không còn cái gai nào có thể ngăn cản tụi mày lên nắm chợ mới nữa. Với lại tuần sau tao có một mối hàng
hai tụi bay đi lấy hàng cho tao. Khi mà mọi chuyện êm xuôi, tao sẽ chi viện để tụi mày tiếp tục cai quản mọi chợ mới. Vô! Yes! Sao? Má thấy sao? Quán nhậu cô Quỳnh đàng hoàng. Bây giờ á, má là bà chủ rồi, má cứ tập trung buôn bán đi, má đừng có sợ gì hết trơn á. Cảm ơn con nha. Con á, không những không giận má, mà con còn đối xử với má thiệt là tốt luôn. Má ơi, hai má con mình khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Bây giờ á, con chỉ muốn ở bên cạnh má thôi. Má muốn gì hả? Con chiều má hết luôn. Ê! Ôm cái gì? Má mày cũng là má tao nha. Má mày cũng là má tao nữa. Thì má nó cũng là má mày mà má mày cũng má tao luôn á. Mày kỳ lắm luôn á. Sao kỳ? Ba anh em mình là ba đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mày nó vượt mặt anh em mình, nó có mẹ trước. Quế không? Quế à? Quế chứ. Bây giờ người ta nói á, cuộc đời mà có mẹ là giống như là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chặt. Hai thằng bay khùng hả? Nhậm chí cái gì vậy? Tụi con ơi, tụi con hôm nay là ngày khai trương nha. Chung phê đám ma. Trời đất ơi, thiệt tình là cô còn sống đó. Tụi con là gì? Tụi con là Tam Thái Tử, tức là anh em một nhà rồi. Cô là má anh trời, cũng giống như má tụi con vậy. Từ đây về sau tụi con kêu bằng má đi cho nó vui. Được không má? Được. Cảm ơn má nha má. Tao đứng gần má thôi. Ôi má này. Mày chết rồi. Má tao đi. Thôi không được. Cái nào? Mày chết rồi. Bớt gần đi. Đi lo đi vô con quái này kìa. Có gà, có cá, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Vẫn còn thiếu ba con chuột đồng nữa, thưa Thái Tử. Tôi đã cho người lo liệu, chắc giờ cũng sắp bắt đầu. Nhiều khi tôi thấy cô còn hiểu tôi hơn cha mẹ của tôi nữa. Ăn thôi. Cảm ơn nha chị. Má. Cái gì con? Nguyên con gà. Ê, cái này là nướng muối ớt là ngon, má cháy luôn đó nghe. Dạ. Ủa vậy má? Má. Rồi, hả? Má biết bữa nay ngày gì không? Ngày rằm phải không? Chết rồi, trả lại con gà đi, má mua chồng hủ về ăn. Nha, ăn xong chiều đi chùa luôn, chị ơi, bán vàng. Má ơi, cái gì rằm không biết nữa, cái ngày quan trọng chứ má cũng không nhớ nữa hả? Ngày gì ta? Ngày gì luôn á? Má không nhớ thiệt luôn hả? Không nhớ. Má không nhớ, coi như con chưa nói gì đi. Vậy má chờ tiếp đi. Mà nói chung là có phải ngày rằm không? À, không phải rằm, không phải gì ngày gì hết trơn. Thôi em mua nha chị. Rồi, má đi chờ tiếp đi. Má về, con đi đâu? Con qua thăm mấy bạn tí. Đi về sớm nha, không được đánh lộn đó. Biết rồi. Gơm gơm. Ghê dạ. Cẩn thận nó nổ. Ê. Bê. Cái gì vậy? Ghê dạ. Trong lúc mày đi á, tụi tao dọn nó hết rồi. Con cái bánh kem mà lâu lắc rồi. Ai trang trí đẹp vậy? Tụi tao. Tao. Bữa nay có lời khen cho hai đứa bay. Hai đứa bay đúng là bạn tốt của tao luôn. Cảm ơn nha. Ê, con bánh kem tôi đặt cho má thôi. Đâu, coi. Wow. Đẹp quá ta. Thiếu thảo quá. Thiếu thảo mày, má tao mà. Biết sao tội nghiệp má tao quá. Sinh nhật của má mình má cũng nhớ nữa. Bởi vậy tao thương má tao lắm, khó khăn lắm tao mới gặp được má tao. Tự nhiên thấy nó vui á, anh em mình cũng vui lây ha. Tao thấy mày lo vậy chắc má Quỳnh chắc vui và hạnh phúc lắm luôn á. Chứ làm sao, tự nhiên bây giờ có mình tao là con, nhưng rồi thêm hai đứa bay, ba đứa con luôn, khỏi sao không vui. Nói gì vậy? Má mày cũng là má tụi tao mà. Thì đúng rồi. Con chơi mà. Thôi, đợi nó, đợi nó, đợi nó. Đợi đợi đợi. Đem mấy mỏ vô. Khỏi dướng. Ok. Well. Hàng ở trong này, thử đi, hơi bị ngon.
tiền tao đã chuyện đủ. Còn hàng thì giả là sao? Còn giả là sao? Mày biết tao thử nồi đúng bê luôn á. Má, đồ ngu. Cái gì má? Trời đó. Lấy, 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 lấy con nói cho mày luôn. Để nó chơi đó. Mày đâu mày? Alo. Lâu quá không gặp. Không biết tụi mày có nhận ra giọng nói ấm áp của tao không? Thái tử, là mày hả? Mày đang tổ chức sinh nhật cho má mày hả? Không ấy, tụi mày kéo qua đây. Tao tổ chức sinh nhật một lần luôn cho vui. Mày muốn gì mày kiếm tao được rồi. Bắt cóc má tao làm cái gì? Ba tao tới rồi. Mày thả ba ra đi. Tao mời tụi mày tới đây để ăn sinh nhật, chứ đâu phải là thả ba ra đâu. Trời ơi. Thái tử, có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói. Bây giờ tụi mày hãy hát Happy Birthday đi. 2, 3. Thái tử, tao tới đây á là xác định một mạng nữa một mạng với mày rồi. Mày thả má tao ra đi. Mày biết trên đời này tao quý nhất là cái gì không? Đó là cái mặt của tao không? Vậy đó mà mày đã để cho nó một vết sẹo. Mỗi lần nhìn vô gương, tao đều tự nói với mình là phải đòi món nợ này từ mày. Mày thèm thịt tao lắm đúng không? Đừng mà hơi vậy. Lại đi. Trời à, đừng mà con. Thằng nào làm thằng đó chịu. Mày thả má tao ra và cho hai thằng bạn của tao đi. Mày thì tất nhiên tao phải giết rồi, nhưng mà tao muốn giết bà trước. Còn ba thằng bay sẽ không bao giờ có thể bò ra khỏi chỗ này đâu. Đi đi con, chạy đi anh chị. Mày tính trễ một chút là mày giết tao rồi. Mày nằm dùng kiểu này có ngày tao hôn vợ á. Ê, đường đường là thái tử của khu trực cũ mà lại đi hiếp đàn bà phụ nữ, hèn vậy chú. À, bà đâu rồi? Hey, Sprite. Hôm nay tụi mày tới đây để ăn sinh nhật của bà hả? Tao không biết hôm nay là sinh nhật của ai, nhưng tao biết chắc một điều, hôm nay là ngày chết của mày. Ê ca nào. Đại ca, sao giờ đại ca mới tới? Mày làm gì tao trốn ba đi dễ lắm vậy đó. Bà mà biết tao là người của xã đoàn, bà khử tao luôn. Qua chào lão nhị tí đi. Chào lão nhị. Mày là gà lửa phải? Dạ dạ dạ, em gà lửa, em gà lửa. Tao có nghe zombie nói về mày. Nó khả năng. Nó là đàn em của tao ngoài Nha Trang. Tao gài nó vô xã đoàn để nó bảo vệ Tam Thái Tử và để nó nắm mọi tình hình để báo với tao, mày hiểu không mày? Tao giả bộ đóng kịch với mày để dụ thằng Thái Tử vào chồng. Mày thấy chưa? Kết quả nó giết mày đó. Lão nhị, giờ phải sao? Kệ mày đi. Thôi cho em đeo vô. Thế nào? Tại sao? Tao rút ra rồi. Mày thông minh lắm mà.
Sao đến phút cuối mày ngu như bò vậy? Đơn giản như vậy mà mày vẫn không hiểu ra. Rút dây điện, mất điện. Gà lửa, bắt thằng này về, giao cho bố già bên chợ cũ để ổng xử tội nó. Xin phép nha chú. Đây. Cái điều sai lầm nhất của ông là không giết tôi. Mày làm lỗi không bằng tao đâu. Nhưng tao không muốn thấy những thằng trẻ như mày lầm đường lạc lối. Mày chỉ có một mạng chứ không có hai mạng. Tôi sẽ còn quay lại. Đi. Đây. A Trai, tới đây. Nhìn cha cái gì đem ra cho mẹ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Tôi nguyện cầu cho A Trệ của tôi luôn luôn gặp may mắn và khỏe mạnh để sống bên tôi trọn đời. Happy birthday to you. Happy birthday. Chào mọi người. Kẻ thù không lợi thì chung. Lời vị đại nói ra là đinh đóng cột. Ông không được bén mảng như Sài Thành, nhớ không? Bỏ súng xuống, từ từ nói chuyện được không? Không. Hết cú. Xa kính nợ chú bác và ông cha. Tiền bạc chứng khoán được thông qua. Tụi tao là con của lão nhị. Quả là thái tử lương danh khắp ở đất nhà trang. Sống phải biết điều mà không che lại với cái bài trước. Ta mang cái tình huynh đệ gắn bó keo sơn. Đó là do tao ươm dòng. Dù nó gai góc nhưng vẫn được đỡ như là loại hoa xương đầu. Nên mỗi khi lắc là nó phải kêu. Sống sao tình chết cũng phải chạy môi. Đánh mất thời cơ tạo dựng cơ hội cùng nhau thanh tiến. Cái mọi cuộc chơi thầy tùng tao chơi. Và hết đêm nay còn chuyện tương lai thì để mai tính đi. Cuộc đời này không phải một phim hay mà để tụi mày được làm ai chứ gì. Nước gì mà nước ta đã bước đi từng bước. Khắp bốn phường người thân không có trốn thầm bao gian nan mà sống chung về cách trời khiến mọi người luôn ngước theo A Trệ xin keo lắc kêu ngày hôm nay được nhắc tới thuận theo lời thế thành anh hùng giữ biết bao nhiêu cuộc thanh trừng nắm địa bàn cùng đám đàn em chiếm lấy mấy khu sao đoàn khoanh vùng giữ chung biển đảo sau tất cả vẫn còn anh em cùng ngồi nơi đây qua bao cuộc chiến nhưng phải đổ máu nắm chặt danh dự không hề lơi tay làm hai tử chủ hoàng cung nguy nghe nắm mình trong
thời dùng che. Là tan thái tử ha, đắm chìm vào trong đêm, bước đi vào trong ba, các em nhìn trong theo. Khi xa mở nị, chơi từ khuya tới sáng. Nơi chốn đô thành ha, chỉ tụi tao mới dám. Mang hết số tiền từ Việt Nam sang Bangkok, trên con xe tăng tốc, sống như vậy mới đáng. Em tao cười cho tay máu phong phô, bên đây đang muốn được chơi tới bến đêm nay thì cứ việc nhào vô. Bốn phương tám hướng anh em họ tụ trên bày một đống tiền đồ, đâu phải tự nhiên mà tạm thái tử ban danh trên chốn giang hồ. Tụi tao từ lâu đã cắt cốt, anh em tình nghĩa để trong tâm. Quay này huyện đạo cũng chơi cho nó, ngày mai hắn tính chuyện xa xăm. Còn ba đang số dù có giữ, tụi tao thái tử cũng băng xa. Nói chuyện tụi tao mày phải chuẩn bị cái ngày mày đạp trên băng ca. Sao ba đi ca? Nên cái đầu đảo số, cặp mắt tinh tường nhìn trong xa, kính nể chú bác và ông cha. Tiền bạc chứng khoán được thông qua, tụi tao là con lão nhị. Quan thái tử lớn nhất khắp ở Đức, nhà Trang.